Sau đây là bài thời sự về việc tàu cẩm tập trận liên tục tại Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông của báo Người Việt đăng tải vào ngày 19 tháng 12. Mời quý vị cùng theo dõi. Tàu cẩm tập trận liên tục tại Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông. Tàu cẩm vừa tập trận trong Vịnh Bắc Bộ, vừa đưa hai hàng không mẫu hạm tới Biển Đông tập trận, gia tăng khả năng chiến trận. Ngày Chủ nhật 19 tháng 12, Tàu Hoàn Cầu Thời báo đưa tin tàu cẩm đưa mẫu hạm thứ hai là chiếc Sơn Đông tới Biển Đông thực tập chiến đấu thực tế nhằm nâng cao khả năng. Hôm thứ Bảy, báo này đưa tin mẫu hạm Liêu Ninh cùng nhóm tàu hộ tống ra Thái Bình Dương tập trận đe dọa Đài Loan rồi đi xuống Biển Đông. Hôm thứ Năm, 16 tháng 12, báo Quân sự Tàu Cộng đăng tải thông cáo báo chí của Cục Hải sự tỉnh Hải Dương, nói một cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra trên Vịnh Bắc Bộ vào hai ngày 16 và 17 tháng 12. Kèm theo tọa độ của cuộc tập trận cấm tàu thuyền các loại tới gần. Các cuộc tập trận nêu trên tại Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông diễn ra hay sắp diễn ra khi trận bão cuối năm, tình quốc tế là Rai đang hoành hành trên Biển Đông. Thời gian này, lực lượng hải quân Mỹ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang giảm dần hoạt động, chuẩn bị nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới dương lịch. Không thấy có nguồn tin nào nói hai mẫu hạm tàu cộng có cùng xuống Biển Đông để tập trận, phối hợp với nhau dịp này hay không. Nhưng Tàu Hoàn Cầu Thời báo mượn lời các nhà quan sát, dự đoán rằng hai chiếc Liêu Ninh và Sơn Đông hợp thành một nhóm mẫu hạm tác chiến lần đầu tiên trong tương lai gần. Cơ quan tuyên truyền chính thức của Bắc Kinh, Tờ Nhân dân Nhật báo hôm Chủ nhật cũng đưa tin về nói về mẫu hạm Sơn Đông sẽ tập huấn tác chiến thực tiễn, gồm cả chiến đấu cơ hạ cánh bằng dây hãm, sửa chữa hư hại, tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Đầu tháng 5 vừa qua, mẫu hạm Sơn Đông lần đầu tiên xuống Biển Đông tập trận vào thời điểm chính phủ Phi liên tiếp gửi công hàm ngoại giao phản đối. Nhóm tàu dân quân biển của tàu ngụy trang dưới vỏ bọc tàu đánh cá, chặn đéo vào nhau hàng trăm chiếc bỏ neo đậu ly tại Ba Đầu, dải đá san hô ngầm rộng lớn trong vùng đông bắc cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Cả Việt Nam, Phi và tàu đều tuyên bố chủ quyền đối với cụm đảo này. Tàu cộng cũng như Hoa Kỳ và các đồng minh gia tăng tập trận như thế chuẩn bị cho một cuộc xung đột khó tránh trên Biển Đông. Trong lúc đó, một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC mà mọi người trông chờ được ký kết để giảm thiểu nguy cơ chiến tranh hiện vẫn mờ mịt. Ông Theodore Loxin, Ngoại trưởng Phi vào ngày 15 tháng 12 nói với báo Inquirer là các cuộc thương thuyết của COC hiện dậm chân tại chỗ và nhiều chuyện nguy hiểm có thể xảy ra trên biển. Kể từ khi tàu và 10 nước ASEAN ra bản tuyên bố ứng xử trên Biển Đông DOC năm 2002, người ta mới chỉ thấy cái sườn để đàm phán. Giữa tháng trước diễn ra vòng 34 đàm phán cho bản dự thảo thỏa hiệp, Bắc Kinh hô hoán là tiến bộ tích cực với hy vọng có thể kết luận mọi cuộc đàm phán trong năm 2022. Nay thì Ngoại trưởng Phi thấy chẳng có gì để lạc quan. Một số những bất đồng căn bản như giải thích khác nhau về những hoạt động nào được bao gồm trong COC cũng như tình trạng pháp lý của nó, chẳng hạn không thấy tin tức gì là có thỏa hiệp được với nhau hay không.